Nay có ai đồng marketing đâu quá. Vô đi chị. Ê ai. Chị ơi. Nay idol casting. Hai hai cô hai bộ. Chị ơi chị ơi. Xin chào ban điều hành. Em tên là Quách Hữu Toàn. Năm nay em sinh năm 95 và đang học tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Hôm nay em xin casting cho room 459. Và ca khúc đầu tiên xin gửi tới các bạn là ca khúc Sau Tất Cả. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Dường như chưa bắt đầu, dường như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hờn, hờn trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Vì trái tim anh vẫn luôn thuộc về em.